Cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi chương trình tin tức của Sài Gòn TV và sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Thượng viện Virginia thông qua dự luật cho phép Dreamers làm cảnh sát. Trong một sự kiện mang tính bước ngoặt, Thượng viện của Virginia phê chuẩn một dự luật cho phép các Dreamers có thể đảm nhận các chức vụ trong ngành cảnh sát ở tiểu bang, theo AP loan tin vào ngày 13 tháng 2. Thuật ngữ Dreamers dành cho những người theo cha mẹ di dân không có giấy tờ nhập cư vào Hoa Kỳ từ tuổi vị thành niên, không bị trục xuất nhờ vào chính sách DACA được ban hành dưới thời của cựu tổng thống Barack Obama. Chính sách DACA cung cấp sự bảo vệ khỏi bị trục xuất đối với những người đến Hoa Kỳ trước 16 tuổi và đã sống ở nước này liên tục ít nhất là từ năm 2007, mặc dù đủ điều kiện để được cấp phép làm việc. Những người trong diện DACA hiện không có cơ hội trở thành công dân. Cô Jemny McInnes, một sĩ quan cảnh sát 24 tuổi đầy ước vọng, đã chia sẻ ước mơ của mình trong phiên điều trần tại Thượng viện Virginia gần đây, nhấn mạnh tình yêu của mình đối với nước Mỹ và mong muốn phục vụ. Đạo luật này nếu được ký thành luật sẽ mở ra cánh cửa cho những người như McInnes trở thành nhân viên công lực miễn là đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn cần thiết. Một số tiểu bang như California và Illinois đã ban hành luật cho phép những người không phải là công dân được phép làm việc tại Hoa Kỳ trở thành cảnh sát. Trong lĩnh vực kinh tế, lạm phát tuy hạ nhiệt, tuy nhiên giá cả vẫn là một gánh nặng cho người dân Hoa Kỳ. Lạm phát đã hạ nhiệt ít hơn dự kiến trong tháng 1, nhưng vẫn mang lại một chút nhẹ nhõm cho người Mỹ, những người đã phải chịu đựng một số đợt tăng giá mạnh nhất trong 4 thập niên qua. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Lao động công bố, Thước đo lạm phát đầu tiên cho năm nay, chỉ số giá tiêu dùng cho thấy lạm phát giảm 3.1% trong tháng 1, giảm so với mức 3.4% của tháng 12, đánh dấu bước hạ nhiệt đáng kể so với mức tăng 6.4% được ghi nhận vào tháng 1 năm 2023. Giá xăng giảm đã giúp ích cho hầu bao của người tiêu dùng vào tháng trước. Tuy nhiên, giá thực phẩm đã tăng 0.4% so với tháng 12. Sự thay đổi giá thực phẩm hàng tháng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm có các hiện tượng thời tiết và dịch bệnh nhưng chúng trở thành gánh nặng đối với nhiều gia đình Mỹ. Tiếp theo phần tình Hoa Kỳ, ông Trump ủng hộ con dâu làm đồng chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia. Cựu tổng thống Donald Trump lên tiếng ủng hộ ông Michael Wattley, chủ tịch của Đảng Cộng hòa ở tiểu bang North Carolina, kế nhiệm bà Ron McDaniel làm chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia theo tờ The Hill loan tin. Bên cạnh việc ủng hộ ông Wattley, cựu tổng thống tuyên bố rằng là ông cũng sẽ ủng hộ bà Lara Trump, con dâu của ông, cho vai trò đồng chủ tịch tại Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia. Ông Trump tuyên bố, con dâu rất tài năng của tôi, Lara Trump, đã đồng ý tranh cử với tư cách là đồng chủ tịch Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia. Lara là một người giao tiếp rất tài năng và luôn cống hiến hết mình cho tất cả những gì mà MAGA đại diện. Con dâu của tôi muốn chấp nhận thử thách này và đây là một điều tuyệt vời. Sự ủng hộ này giúp cho ông trump củng cố nỗ lực nhằm mang lại sự thay đổi hàng ngũ lãnh đạo và giành quyền kiểm soát ủy ban theo kế hoạch thì ông chris laxivita đồng giám đốc ban tranh cử của cựu tổng thống cũng được đặt cách làm tránh giám đốc điều hành ủy ban đảng cộng hòa quốc gia nhưng vẫn tiếp tục giữ vai trò hiện tại ở bang tranh cử ông laxivita cựu giám đốc điều hành của đảng Cộng hòa ở Virginia, cố vấn cho ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016, sẽ đảm nhận vai trò tập trung sự chú ý của Ủy ban Đảng Cộng hòa Quốc gia về các tiểu bang chiến trường. Tổng thống Biden phải hứng chỉ trích bởi vì ông dùng TikTok. Các dân biểu Hoa Kỳ nói về việc Tổng thống Biden vận động tranh cử trên TikTok gây ra lo ngại. Trong bối cảnh là Hoa Thịnh Đốn cho rằng ứng dụng đe dọa đến an ninh quốc gia. Dân biểu Dân chủ Long Mark Warner, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện cho biết, Tôi nghĩ rằng chúng ta nên tìm cách làm theo Ấn Độ, là quốc gia đã cấm TikTok. Ông Warner bình luận sau khi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden thông báo là ông chủ của tòa Bạch ốc đã tham gia mạng xã hội TikTok vào ngày 11 tháng 2 để nhằm thu hút ủng hộ sự cửa, sự ủng hộ từ các cử tri trẻ tuổi. Tài khoản của Tổng thống Biden hiện nay có hơn 65.000 lượt theo dõi. Một số thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa cũng chỉ trích quyết định của ông Biden với lý do lo ngại về dữ liệu cá nhân và an ninh quốc gia có liên quan đến TikTok, cùng với công ty mẹ là ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc. Thượng nghị sĩ của Arkansas là Tom Cotton gọi TikTok là ứng dụng gián điệp, được dùng để tuyên truyền nhắm đến người trẻ ở Mỹ và đánh cắp dữ liệu. Tòa bài gốc ngày hôm qua đã lưu ý, lệnh cấm TikTok ở trên thiết bị của chính phủ vẫn có hiệu lực. Văn ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia là John Kirby cho biết, không có thay đổi nào về những lo ngại an ninh quốc gia liên quan đến sử dụng TikTok ở trên thiết bị của chính phủ. Trong khi đó, Thượng viện thông qua dự luật viện trợ hơn 60 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine. Dự luật được Thượng viện thông qua mới đây gồm có 61 tỷ Mỹ Kim cho Ukraine, 14 tỷ cho Israel trong cuộc chiến chống Hamas và 4.83 tỷ để hỗ trợ cho các đối tác ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Gói hỗ trợ cũng sẽ dành 9.15 tỷ Mỹ Kim viện trợ nhân đạo cho dân thường ở Gaza và bờ Tây, Ukraine và các khu vực xung đột khác trên toàn cầu. Tuy nhiên, thì dự luật sẽ khó vượt qua ải của Hạ viện, nơi mà đảng Cộng hòa kiểm soát. Tại đây, thì Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, thành viên của đảng Cộng hòa, chỉ trích dự luật này không đi kèm các điều khoản để ngăn chặn dòng người di cư kỷ lục qua biên giới Hoa Kỳ và Mexico. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Rick Scott khẳng định dự luật trước mắt sẽ không bao giờ được thông qua tại Hạ viện, sẽ không bao giờ trở thành luật. Các nghị sĩ tại Thượng viện của Hoa Kỳ đã đàm phán suốt nhiều tháng để đạt được thỏa thuận ngân sách nhằm để ứng phó nhập cư bất hợp pháp, trong đó phe của Đảng Cộng hòa yêu cầu tăng cường an ninh biên giới để đổi lấy giải ngân khoản viện trợ hơn 60 tỷ Mỹ kim cho Ukraine do tòa Bạch Ốc đề nghị. Lãnh đạo của phe Cộng hòa tại Thượng viện Mitch McConnell nói rằng họ sẽ không đạt được thỏa thuận ngân sách nào tốt hơn, nhưng nhiều nghị sĩ của đảng Cộng hòa cho rằng Tổng thống Joe Biden vẫn có thể thay đổi chính sách nhập cư thông qua các sắc lệnh hành pháp sau khi dự luật được phê chuẩn. Hội chợ Tết ở San Diego có tiếng nhạc đỏ ngay trong ngày mùng 1 Tết. Một số người tham dự hội trợ Tết ở San Diego có tên đầy đủ là Luna New Year Fest Tết Festival ở tại City Heights Recreation Center trong những ngày vừa qua đã bất ngờ nghe được một đoạn của bài nhạc đỏ tức là mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Theo Facebooker có tên là Duật Nguyễn đưa lên mạng xã hội vào hôm mùng 2 Tết. Đoạn nhạc đỏ này kéo dài khoảng hơn 10 giây. Ông Nguyễn Thế Sử là một thành viên của ban tổ chức cho biết đây là một vụ việc bất ngờ xảy ra trong lúc chờ ca sĩ lên hát. Nhạc trên YouTube trong máy tính nối với màn hình đang để chế độ autoplay. Ông cho biết đây là một kinh nghiệm cho cộng đồng nhắc nhở các hội đoàn nên cẩn thận khi để YouTube ở chế độ autoplay. Mỗi khi tổ chức một sự kiện công cộng và nói rằng ban tổ chức chân thành xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm. Ban tổ chức hội trợ Tết sẽ có một bức thư nêu rõ vụ việc này. Tại Orange County trước đây cũng có xảy ra sự việc tương tự. Tại một quán bún bò Huế, khi khách vừa ăn vừa nghe bài Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây. Cũng do tình trạng ở trên YouTube để tự động autoplay. Hoa Kỳ có khoảng 15.000 ca tử vong do cúm mùa. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh công bố cả nước có ít nhất là 22 triệu ca nhiễm bệnh cúm mùa, trong đó có 250.000 ca nhập viện và 15.000 ca tử vong. Tính đến nay, thì số ca mắc cúm theo mùa vẫn tăng cao trên toàn quốc, nhất là sau kỳ nghỉ Tết dương lịch. Cúm mùa tại Hoa Kỳ thường bùng phát mạnh trong mùa đông xuân. Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, 8 ca tử vong ở trẻ em liên quan đến cúm đã được báo cáo trong tuần gần nhất là từ ngày 28 tháng Giêng cho đến ngày 3 tháng 2. Nâng tổng số tử vong ở trẻ trong mùa cúm này lên là 74 ca. Đợt bùng phát dịch cúm thứ hai sau khi kỳ nghỉ đông là điều thường gặp trong các mùa cúm. Nhưng theo các chuyên gia, rất khó dự đoán chính xác dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu hoặc nghiêm trọng đến mức nào. Alicia Bird, người đứng đầu cơ quan giám sát của CDC cho biết, trong làn sóng cúm mùa thứ hai, tức là sau Tết dương lịch, virus cúm B, tức là dòng Yamagata Victoria, bắt đầu vừa qua virus cúm A, H1N1, H3N2, vân vân trở thành dòng lưu hành chủ yếu. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh đề nghị người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vaccine cúm hàng năm trong thời gian virus cúm lây lan ngoài ra thì có thể điều trị bệnh cúm bằng các loại thuốc kháng virus cúm theo tòa